Chụp ảnh đám tang. Trong những giây phút buồn bã khi tiễn đưa một người thân yêu về nơi nghỉ cuối cùng, nhiều gia đình lựa chọn chụp ảnh đám tang để ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng đầy xúc động. Đây là một cách để tôn vinh và tưởng nhớ người quá cố, cũng như giữ gìn những kỷ niệm đẹp trong lòng người thân. Chụp ảnh đám tang. Đám tang không chỉ là một nghi lễ tâm linh, mà còn là dịp để gia đình, bạn bè sum họp, chia sẻ nỗi buồn và tưởng nhớ người đã khuất. Những bức ảnh chụp trong đám tang sẽ là kỷ vật quý giá để lưu giữ những khoảnh khắc xúc động đó và là cách để tôn vinh người quá cố một cách trân trọng. Dịch vụ chụp ảnh đám tang. Với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu ngày càng tăng, nhiều studio và dịch vụ chuyên nghiệp đã ra đời để phục vụ việc chụp ảnh đám tang. Họ cung cấp các gói dịch vụ đa dạng, từ chụp ảnh đơn giản đến ghi hình toàn bộ lễ tang, kèm theo xử lý và chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp. Ưu điểm của dịch vụ chụp ảnh đám tang chuyên nghiệp. Đội ngũ nhiếp ảnh gia giàu kinh nghiệm, các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã được đào tạo và có kinh nghiệm trong việc chụp ảnh đám tang hiểu rõ cách thức và nghi lễ trong các tín ngưỡng khác nhau. Trang thiết bị chuyên dụng, chúng tôi sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp, ống kính chuyên dụng, ánh sáng phù hợp để đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt nhất. Xử lý và chỉnh sửa hình ảnh, các studio chuyên nghiệp sẽ xử lý, chỉnh sửa và in ấn hình ảnh theo yêu cầu của khách hàng. Lưu trữ an toàn, họ sẽ lưu trữ và sao lưu dữ liệu an toàn, đảm bảo không bị mất mát hoặc hư hỏng. Chi phí dịch vụ chụp ảnh đám tang Chi phí dịch vụ chụp ảnh đám tang sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng nhiếp ảnh gia, thời gian làm việc, địa điểm, gói dịch vụ và các yêu cầu đặc biệt khác. Một số mức giá phổ biến như sau. Gói cơ bản, từ 2 triệu 5 triệu đồng, bao gồm 1 đến 2 nhiếp ảnh gia chụp ảnh trong 2 đến 4 giờ, xử lý và chỉnh sửa cơ bản. Gói nâng cao, từ 5 triệu 10 triệu đồng, bao gồm đội ngũ nhiếp ảnh gia lớn hơn, thời gian làm việc dài hơn, xử lý và chỉnh sửa chuyên sâu hơn. Gói cao cấp từ 10 triệu đồng trở lên, đáp ứng mọi yêu cầu đặc biệt như quay phim, chụp ảnh drone, album ảnh đặc biệt, 5, 5. Mức giá có thể dao động tùy theo yêu cầu cụ thể và địa điểm làm việc. Hãy liên hệ với các studio chuyên nghiệp để được tư vấn chi tiết. Kinh nghiệm chụp ảnh lễ tang Chụp ảnh đám tang không chỉ đơn giản là bấm máy ảnh mà còn cần sự tôn trọng và tinh tế từ người chụp. Dưới đây là một số kinh nghiệm quý giá để ghi lại những khoảnh khắc xúc động nhưng không làm tổn thương cảm xúc của người thân chuẩn bị trang phục và tâm lý trang phục lịch sự màu sắc trang trọng không nên mặc quá rực rỡ hoặc phản cảm giữ tâm trạng tôn kính không nên cười đùa hoặc gây ồn ào trong lễ tang tôn trọng không gian riêng tư của gia đình tăng chủ và không can thiệp vào nghi lễ kỹ năng chụp ảnh cần thiết sử dụng đúng chế độ máy ảnh và cài đặt phù hợp để chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu chọn góc chụp và khung hình phù hợp tránh chụp quá gần hoặc quá xa lưu ý đến biểu cảm của người trong ảnh và chờ đợi khoảnh khắc phù hợp sử dụng ánh sáng nhân tạo nếu cần để tăng cường ánh sáng mà không làm phiền người khác giao tiếp với gia đình tăng chủ giới thiệu bản thân và mục đích chụp ảnh một cách lịch sự lắng nghe và tôn trọng mọi yêu cầu hoặc hạn chế của gia đình tăng chủ tránh gây ra bất cứ hành động nào làm phiền hoặc xúc phạm gia đình trong lúc đau buồn bằng sự tôn trọng và tinh tế bạn sẽ có thể ghi lại được những khoảnh khắc đáng nhớ và xúc động trong lễ tang mà không làm tổn thương cảm xúc của người thân. Cần lưu ý gì khi chụp ảnh lễ tang? Khi tham gia chụp ảnh trong lễ tang, có một số điều cần lưu ý để đảm bảo việc ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng diễn ra một cách trang trọng và tôn kính. Điều chỉnh tâm lý. Trước khi bắt đầu chụp ảnh, hãy điều chỉnh tâm lý của bản thân để đảm bảo sự tập trung và tôn trọng đúng mục đích của việc chụp ảnh. Hãy nhớ rằng đây là một dịp trọng đại và cần phải tiếp cận với tinh thần trang trọng. Tôn trọng không gian. Khi tham gia chụp ảnh trong lễ tang, hãy luôn tôn trọng không gian và nghi lễ của gia đình tang chủ. Hãy tuân thủ các quy định và hướng dẫn từ người tổ chức để không làm phiền hoặc xúc phạm người khác. Chọn góc chụp phù hợp. Khi chụp ảnh trong lễ tang, hãy chọn góc chụp sao cho tôn lên vẻ trang trọng và tôn kính của nghi lễ. Tránh chụp những khoảnh khắc nhạy cảm hoặc không phù hợp với tinh thần của buổi tang. Giao tiếp tế nhị. Trong quá trình chụp ảnh, hãy giao tiếp với gia đình tang chủ một cách tế nhị và lịch sự hỏi ý kiến trước khi chụp những bức ảnh quan trọng và luôn lắng nghe và hiểu biết tâm trạng của họ. Để lại không gian riêng tư Sau khi hoàn thành việc chụp ảnh, hãy để lại không gian riêng tư cho gia đình tăng chủ để họ có thời gian riêng tư để tưởng nhớ và chia sẻ cùng nhau. Điều này giúp tạo ra một không gian yên bình và tôn trọng cho tất cả mọi người. Việc lưu ý những điều trên sẽ giúp bạn tham gia chụp ảnh trong lễ tang một cách tôn trọng và chuyên nghiệp, đồng thời giữ gìn được tinh thần trang trọng của sự kiện. Có nên chụp ảnh trong đám ma hay không? việc chụp ảnh trong đám ma là một vấn đề nhạy cảm và đôi khi gây tranh cãi trong xã hội mặc dù việc này có thể giúp ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng với người thân nhưng cũng cần xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định lợi ích của việc chụp ảnh trong đám ma ghi lại kỷ niệm chụp ảnh trong đám ma giúp ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng với người thân tạo ra những kỷ vật quý giá để tưởng nhớ tôn vinh người quá cố việc chụp ảnh có thể là cách tôn vinh và ghi nhận đóng góp của người quá cố trong cuộc đời chia sẻ và tưởng nhớ những bức ảnh có thể được chia sẻ với người thân và bạn bè giúp họ tưởng nhớ và chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình nhược điểm của việc chụp ảnh trong đám ma gây xúc phạm việc chụp ảnh trong đám ma có thể gây xúc phạm hoặc làm tổn thương cảm xúc của người thân đặc biệt là trong những lúc đau buồn và tuyệt vọng phản cảm và không tôn trọng một số người cho rằng việc chụp ảnh trong đám ma là không tôn trọng và phản cảm vì nó xâm phạm vào không gian riêng tư và nghi lễ của gia đình tăng chủ trước khi quyết định chụp ảnh trong đám ma Hãy xem xét kỹ lưỡng và tôn trọng ý kiến của gia đình và người thân. Việc này cần phải được thực hiện một cách tế nhị và tôn trọng, đồng thời đảm bảo không làm tổn thương hay xúc phạm ai. Kỹ thuật chụp ảnh đám hiếu. Khi tham gia chụp ảnh trong đám hiếu, việc áp dụng các kỹ thuật chụp ảnh chuyên nghiệp sẽ giúp bạn ghi lại những khoảnh khắc đầy ý nghĩa và cảm xúc. Dưới đây là một số kỹ thuật cơ bản mà bạn có thể áp dụng. Sử dụng ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng tự nhiên thường tạo ra hiệu ứng ấm áp và tự nhiên cho bức ảnh. Hãy chọn những góc chụp có ánh sáng tự nhiên đẹp và tận dụng ánh sáng mềm mại vào buổi sáng hoặc chiều. Chọn góc chụp đẹp. Khi chụp ảnh đám hiếu, hãy chọn góc chụp sao cho tôn lên vẻ trang trọng và cảm xúc của nghi lễ. Hãy tránh những góc chụp quá gần hoặc quá xa, mà hãy chọn góc chụp vừa phải để ghi lại toàn bộ không gian và cảm xúc. Lưu ý đến biểu cảm. Biểu cảm của người tham gia đám hiếu rất quan trọng để ghi lại được cảm xúc và tâm trạng của họ. Hãy chờ đợi khoảnh khắc phù hợp để ghi lại những biểu cảm chân thực và đầy ý nghĩa. Xử lý hậu kỳ. Sau khi chụp ảnh, việc xử lý hậu kỳ là bước quan trọng để tạo ra những bức ảnh đẹp và chuyên nghiệp. Hãy sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh để cải thiện chất lượng hình ảnh và tạo ra hiệu ứng đẹp mắt. Bằng việc áp dụng các kỹ thuật chụp ảnh chuyên nghiệp, bạn sẽ có những bức ảnh đẹp và ý nghĩa trong đám hiếu, góp phần tạo nên những kỷ vật quý giá để tưởng nhớ người quá cố. Những điều cần tránh khi chụp ảnh trong đám hiếu. Khi tham gia chụp ảnh trong đám hiếu, có những điều cần tránh để đảm bảo việc ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng diễn ra một cách trang trọng và tôn kính. Không chụp ảnh mà không được phép. Trong một số trường hợp, gia đình hoặc người thân có thể không muốn chụp ảnh trong đám hiếu. Hãy luôn tôn trọng ý kiến của họ và không chụp ảnh mà không được phép. Tránh chụp ảnh quá gần. Khi chụp ảnh trong đám hiếu, hãy tránh chụp quá gần và xâm phạm vào không gian riêng tư của người tham gia. Hãy giữ khoảng cách lịch sự và tôn trọng sự riêng tư của họ. Không chụp những khoảnh khắc nhạy cảm. Trong lúc đau buồn và tuyệt vọng, có thể xuất hiện những khoảnh khắc nhạy cảm mà không nên chụp ảnh. Hãy tôn trọng cảm xúc của người tham gia và tránh chụp những khoảnh khắc không phù hợp. Không làm phiền người tham gia. Trong quá trình chụp ảnh, hãy luôn tôn trọng và không làm phiền người tham gia đám hiếu. Hãy chờ đợi khoảnh khắc phù hợp để ghi lại những bức ảnh đẹp và ý nghĩa. Bằng việc tránh những điều trên, bạn sẽ có thể tham gia chụp ảnh trong đám hiếu một cách tôn trọng và chuyên nghiệp. Đồng thời giữ gìn được tinh thần trang trọng của sự kiện. Cách quay phim đám tang chuyên nghiệp. Ngoài việc chụp ảnh, việc quay phim đám tang cũng là một cách để ghi lại những khoảnh khắc đầy ý nghĩa và cảm xúc. Dưới đây là một số kỹ thuật quay phim chuyên nghiệp mà bạn có thể áp dụng. Sử dụng máy quay chuyên nghiệp. Để có những video chất lượng cao, hãy sử dụng máy quay chuyên nghiệp với độ phân giải cao và khả năng ghi hình ổn định. Điều này giúp tạo ra những video sắc nét và chuyên nghiệp. Chọn góc quay đẹp khi quay phim đám tang hãy chọn góc quay sao cho tôn lên vẻ trang trọng và cảm xúc của nghi lễ hãy chọn những góc quay đẹp và tạo điểm nhấn cho video của bạn ghi âm chất lượng âm thanh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra video chuyên nghiệp hãy đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị đủ thiết bị ghi âm chất lượng để ghi lại những lời nói và âm nhạc trong đám tang biên tập video sau khi quay sau khi quay phim việc biên tập video là bước quan trọng để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh và chuyên nghiệp Hãy sử dụng các phần mềm biên tập video để cắt ghép, chỉnh sửa và thêm hiệu ứng cho video của bạn. Bằng việc áp dụng các kỹ thuật quay phim chuyên nghiệp, bạn sẽ có những video đầy ý nghĩa và cảm xúc trong đám tang, góp phần tạo nên những kỷ vật quý giá để tưởng nhớ người quá cố. Chụp hình đám tang tại Hà Nội. Hà Nội là một trong những địa điểm có nền văn hóa tang lễ truyền thống và trang trọng. Việc chụp hình đám tang tại Hà Nội không chỉ là cách để ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng với người thân mà còn là cách tôn vinh và tưởng nhớ người quá cố địa chỉ chụp hình đám tang uy tín tại Hà Nội. Hà Nội Studio A, địa chỉ số 2 phần 229 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là một studio chuyên nghiệp với đội ngũ nhiếp ảnh gia giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại. Ngôi sao Media, địa chỉ số 20, Phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Cung cấp các gói dịch vụ chụp ảnh đám tang đa dạng và phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Giá cả dịch vụ chụp hình đám tang tại Hà Nội. Gói cơ bản, từ 1 triệu 500 nghìn 4 triệu đồng, bao gồm chụp ảnh trong 2 đến 14 giờ, xử lý và chỉnh sửa cơ bản. Gói nâng cao, từ 3 triệu 10 triệu đồng, bao gồm đội ngũ nhiếp ảnh ra lớn hơn, thời gian làm việc dài hơn, xử lý và chỉnh sửa chuyên sâu hơn. Việc chụp hình đám tang tại Hà Nội không chỉ giúp ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn là cách để tôn vinh người quá cố một cách trang trọng và chân thành. Quay phim chụp hình đám tang Ngoài việc chụp ảnh, việc quay phim đám tang cũng là một cách để ghi lại những khoảnh khắc đầy ý nghĩa và cảm xúc dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi quay phim chụp hình đám tang lựa chọn góc quay phù hợp khi quay phim chụp hình đám tang việc lựa chọn góc quay phù hợp là rất quan trọng để tạo ra những video ấn tượng và đầy cảm xúc hãy chọn những góc quay mà không chỉ tôn lên vẻ trang trọng của nghi lễ mà còn góp phần thể hiện sự chân thành và tôn kính đối với người quá cố ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong quá trình quay phim hãy tập trung vào việc ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt và ý nghĩa trong đám tang. Các biểu cảm, cử chỉ và tiếng nói của người tham gia đều là những điều cần được ghi lại để tạo ra một video sâu sắc và đầy cảm xúc. Sử dụng ánh sáng và màu sắc hợp lý. Ánh sáng và màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra không gian và cảm xúc cho video. Hãy chú ý đến việc sử dụng ánh sáng tự nhiên hoặc đè nhân tạo để tạo ra không gian ấm áp và trang trọng cho video của bạn. Thêm nhạc nền phù hợp. Âm nhạc có thể là yếu tố quyết định để tạo ra cảm xúc trong video. Hãy chọn những bản nhạc phù hợp với tinh thần của đám tang và sử dụng chúng để tăng thêm sự chân thành và cảm xúc cho video của bạn. Qua việc quay phim chụp hình đám tang một cách chuyên nghiệp và tôn kính, bạn sẽ tạo ra những sản phẩm video đáng giá để tưởng nhớ và ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng với người thân yêu đã ra đi. Kết luận, trên đây là những thông tin và kinh nghiệm quý báu về việc chụp ảnh và quay phim trong đám tang. Việc ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng này không chỉ là cách để tưởng nhớ người quá cố mà còn là cách để tôn vinh và ghi nhận những giá trị truyền thống và tâm linh của dân tộc. Hãy luôn tôn trọng và chân thành trong việc tham gia chụp ảnh và quay phim trong đám tang, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc và quy định để đảm bảo việc ghi lại những khoảnh khắc này diễn ra một cách trang trọng và tôn kính nhất. Chúc bạn có những trải nghiệm ý nghĩa và sâu sắc khi thực hiện công việc này.